Theo tin của hãng thông tấn Reuters, phó chủ tịch tập đoàn Samsung là ông Jay Lee bị điều tra vì nghi vấn đưa hối lộ liên quan tới vụ bê bối của tổng thống Park Geun Hye và người bạn thân là Choi Soon Sil. Nhóm công tố viên vào ngày hôm nay giờ địa phương đã thông báo đã thẩm vấn ông Lee về việc ông đưa 30 triệu won cho một doanh nghiệp và một số tổ chức do bà Choi Soon Sil quản lý để đổi lấy sự hỗ trợ của ủy hưu trí quốc gia cho vụ sát nhập Samsung và công ty Chao yêu. Thảo thuận này được coi là quan trọng cho việc bảo đảm quyền kiểm soát của gia đình ông Lee tại Samsung. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ liệu Samsung có đưa hối lộ cho Tổng thống Park Sun hee hay bà Choi Soon-sil hay không. Theo tin của Nhật Báo Yonhap, có hàng chục công ty lớn ở Nam Hàn đã đóng góp tiền vào hai quỹ phi lợi nhuận cho Tổng thống đứng đầu, trong đó Samsung là công ty đóng góp nhiều nhất. Bà Tổng thống cũng Nam Hàn bị cáo buộc thông đồng với bà Choi Soon-sil, gây ra áp lực buộc các công ty lớn tại nước này phải đóng tiền cho quỹ phi lợi nhuận. Bà Park jun -si hiện đang bị tạm chỉ chức vụ trong thời gian chờ tòa án hiến pháp quyết định xem là có phép trước bà hay không.